Có phải bạn đã quá mệt mỏi khi phải mài dũa những móng úp giống như thế này, vừa mất thời gian, lại còn bụi bặm nữa? Vậy thì bạn không cần phải lo nữa nha. Xin giới thiệu móng úp công nghệ mới, đã được mài dũa sẵn ở phía sau. Móng úp mới nhà Liqueur tăng cường độ dẻo dai hơn. Cuticle được thiết kế mỏng hơn giúp ôm sát phần móng thật. Phần trên móng thiết kế dày hơn giúp cho móng bền đẹp. Móng được dũa sẵn tiết kiệm nhiều thời gian cùng với nhiều mẫu mã thông dụng nhất hiện nay. Đi kèm không thể thiếu chai treo úp được ưa chuộng với nhiều công dụng. Độ bền lên tới 6 tuần. Để thực hiện bộ móng úp nhanh bền đẹp, các bạn hãy xem hướng dẫn sau. Đẩy nhẹ tạo độ tròn cuticle. Clean cuticle dễ dàng hơn bằng đầu dũa an toàn bên Liqueur nhé. Sau đó dũa sần bề mặt móng. Sau khi tỉa sạch da chết, chúng ta apply dehydrator và nanh acid primer từ Liqueur nhé. Đo móng, sau đó quét treo lên hết phần đã được dũa sẵn và bỏ một chút ở phần đầu móng như thế này. Quét một ít treo lên trên móng thật, tạo một đế đỡ cho ngón tay để khi úp móng được dễ dàng hơn. Treo úp móng Liqueur với độ đặc vừa phải, ít tạo bong bóng, rất là low heat nữa cho nên các anh chị úp rất là dễ dàng. Sau đó chúng ta dùng đèn mini để hơi trong vòng 5-10 giây cho phần treo này vừa xe lại. Với thiết kế cuticle ôm mỏng sát và phần chân móng dày tạo cho chúng ta một bộ móng úp rất là tự nhiên trong trẻo. Vì hơi từ 5-10 giây nên phần treo dư phía dưới vẫn còn ướt. Chúng ta sẽ vuốt nhẹ nhàng để cho phần treo này loang ra đẹp và trong, đồng thời tạo trụ cho móng. Sau khi vuốt đều treo ra, chúng ta sẽ cho vào hơ đèn lớn. Mình hơi ngửa như thế này giúp treo không bị tràn ra hai bên hông nhé. Ngoài đèn mini thì bên Liqueur còn có đèn sensor touch với thiết kế rechargeable giúp chúng ta tiết kiệm pin. Thì mình chỉ cần apply giống như mình làm với đèn mini đó. Khi sẵn sàng để úp, mình mở nguồn, sau đó đụng nhẹ phần sensor. Mình úp cách khoảng 2-3 sợi tóc. Khi ép hết phần bong bóng ra thì để ngón tay vào phần đèn để cho phần treo xe cứng lại nha. Treo rất là mau khô nên các anh chị sau cái phần này là mình có thể sử dụng đầu cắt để mình cắt ngắn nếu cần thiết nha. Nếu khách không muốn cắt ngắn thì bây giờ chúng ta cũng lật ngửa ngón tay và vuốt với phần treo cho mướt mát ra tạo trụ nha. Mình làm một lần 5 ngón rồi cho đi hơi đèn. Sau khi đã hơi đèn khô 10 ngón, mình sẽ phủ một lớp diamond top coat ở phía dưới nữa để tạo độ mướt và bóng bẩy, không dính bụi dính lông cho móng. Kỹ thuật này được chia sẻ riêng với móng nhà Liqueur giúp cho móng nhìn trong trẻo và bền đẹp. Với thiết kế móng rất là ôm form thẳng, cuticle mềm dẻo, đầu móng vừa đủ độ dày giúp cho chúng ta làm một bộ móng rất là đẹp trong khoảng thời gian vô cùng nhanh. Sử dụng đầu dũa không cắt da tay 5-1 để chúng ta mài dũa phần cuticle cho gọn gàng hơn. Xong rồi, ta-da! Liqueur Nail System đang có 2 limited deal cho starter kit 150 đang sale là 99 đồng, super deal combo kit 300 bây giờ chỉ còn có 200 thôi. Nhanh tay lên website order nào các anh chị ơi.